Chào mừng mọi người đến với YouTube channel của Jenny Trang Phạm. Jenny lập ra kênh này để chia sẻ với mọi người về những vấn đề mua bán nhà, mượn loan, nhà cửa và đời sống ở Mỹ. Thì hôm nay Jenny sẽ chia sẻ với mọi người về một cái đề tài cũng khá là nóng bỏng, cũng rất là nhiều người khách gọi điện hỏi Jenny rồi. Và Jenny muốn làm cái video này để có thể chia sẻ rộng rãi hơn với tất cả mọi người ha. Thì cái đề tài là về cái chương trình mà chính phủ cho mình lại 10% để mà mình mua nhà cho những người mua nhà lần đầu ha. Thì Jenny sẽ chia cái bố cục của cái video này thành những phần như sau. Đầu tiên là giới thiệu cái chương trình này là gì. Thứ hai là ai là cái người sẽ phù hợp với cái chương trình này. Thứ ba là cái những cái điều kiện về income cũng giống như những cái điều kiện khác về để mà làm được cái chương trình này. Thứ tư là làm sao mà mình lấy được cái số tiền này và không cần phải trả lại. Thứ năm là cái tính thực dụng của chương trình. Và cái cuối cùng là Jenny nghĩ gì về cái chương trình này. Thì trước hết là chương trình này là chính phủ cho người dân ở Cali 10% của cái tiền mua nhà, của cái giá trị của các căn nhà để mà dùng làm down payment hoặc là closing cost. Thì ví dụ mình mua cái nhà trị giá 500.000 thì chính phủ sẽ cho mình tới 10% để mà mình down xuống hoặc là mình trả cho những cái tiền closing cost ha. Thì 10% này là của giá mua hoặc là cái định giá của cái nhà, cái nào mà thấp hơn. Thì giống như Jenny nói, cái tại sao cái này nó hot quá là tại vì á, cái tiền này mình có thể mình không cần phải trả lại. Và cái này nó là một cái dạng loan với 0% tiền lời, có nghĩa mình không trả tiền lời, mình có thể mình không cần phải trả lại. Và một cái điều tốt nữa là bởi vì nó là 0% tiền lời cho nên mặc dù nó là cái loan, mình không có dùng cái payment của nó để mà tính vô cái tiền DTI, tại vì mình không cần phải trả mỗi tháng. Thì ai là cái người sẽ được cái tiêu chuẩn để mà lấy cái chương trình này? Thì trước hết là cái này chỉ dành cho first time buyer, có nghĩa là người mua nhà lần đầu. Mua nhà lần đầu định nghĩa làm sao ạ? Có nghĩa là người chưa có nhà bao giờ trong vòng 3 năm vừa rồi. Chưa có nhà có nghĩa là mình không đứng chủ quyền bất cứ căn nào, cho dù nhà đó có thiệt của mình hay không, không phải của mình. Nếu như mà quý vị có chồng hoặc vợ đã sở hữu một căn nhà, còn mình thì mình chưa có sở hữu căn nhà nào hết, mình cũng không tính là first time buyer. Mặc dù trên giấy tờ là mình chưa bao giờ có căn nào hết ha, tại vì nó tính chồng hay vợ của mình là trong cái điều kiện này luôn. Và một cái điều cũng đáng nói nữa là nếu như mà income của mình không đủ tiêu chuẩn, tại dĩ nhiên mình phải đủ income để mình mượn loan đúng không ạ? Income mình không đủ tiêu chuẩn mà mình cần một cái người co-sign cho mình, thì tất cả những người đứng trên loan đều phải là first time buyer hết. Có nghĩa là nếu mà mình kêu ba mẹ mình đứng co-sign cho mình mà họ đã có nhà rồi thì mình cũng không có được, cho cái chương trình này. Và tất cả những người đứng trên loan đều phải là first time buyer và đều phải dọn vô nhà này trong vòng 60 ngày sau khi đóng. Có nghĩa là không cho mướn ra, ai cũng phải ở đó hết ha. Thì ngoài ra có những cái điều kiện về credit này nọ kia nữa, nhưng mà Jenny sẽ chỉ nói về những cái vấn đề chính thôi. Cái thứ ba, cái mục thứ ba là cái điều kiện gì về cái income cũng giống như là về cái nhà. Thì cái income á, đây là một cái vấn đề khá là khó và nó hơi phức tạp chút xíu. Là Jenny sẽ show cho mọi người thấy, hay đây là cái website của cái chương trình, nó qua cái dạng nó gọi là CalHAFA. Thì cái income của mình á, nó phải dưới 80% cái mức AMI. AMI là nó đứng cho là Area Median Income. Thì mỗi cái county ở San Diego nó sẽ có những cái mức riêng. Thì Jenny sẽ mở cho mọi người coi. Ở đây á, là cái ở San Diego á, thì mọi người thấy 80% của cái mức AMI là khoảng 76.000 hơn chút xíu đúng không? Thì điều đó có nghĩa là gì? Tất cả income của một người, hai người, ba người, bốn người gì đó cộng lại để phù hợp cho cái chương trình này không được quá 76.000. Đó.
thì Jenny sẽ nói về một cái ví dụ thực tế cho mọi người xem sau ha. Và cái điều kiện tiếp theo là vì cái loan này nè, cái loan mà 0% này mà có thể miễn trả lại được á, cái loan này là cái loan thứ nhì và nó đi kèm theo cái loan thứ nhất. Thì cái loan thứ nhất á là cũng qua cái chương trình Cao Háp Phà luôn, có nghĩa là loan thứ nhất là qua cái chương trình Cao Háp Phà và cái loan thứ nhì cũng là Cao Háp Phà luôn. Cho nên á, bản thân của người mua và cái nhà của mình mua đó, nó phải đủ cái điều kiện phù hợp với cho cái chương trình Cao Háp Phà. Thì cho cái video hôm nay Jenny sẽ không có nói từng cái cụ thể, ví dụ là cái nhà nó phải có những cái đủ những cái điều kiện như thế nào, income của mình phải đủ điều kiện như thế nào và các credit của mình ra sao, thì cái đó mình phải hội đủ những cái yếu tố cho cái chương trình cho cái nợ nhất, và mình lại cũng phải hội đủ những cái yếu tố cho chương trình nợ nhì, tính luôn cái 76.000 và first time buyer ha. Thì cái mục thứ tư thì Jenny muốn nói là tại sao cái chương trình này nó quá hot, là tại vì á mình có thể mình không trả và từ một cái nợ nó chuyển thành một cái tiền cho luôn. Là nếu như mà mình ở cái nhà này trong vòng 5 năm, và cái chữ ở thực sự nó hơi bị hẹp chút xíu. Ở đây có nghĩa là mình không được bán nhà trong 5 năm, mình không được refinance trong 5 năm, và mình cũng phải trả tiền nhà đầy đủ, không có được thiếu hay trễ cho cái nợ nhất trong 5 năm luôn. Tức là 5 năm này mình phải đầy đủ hết, không đụng chạm tới cái loan, không đụng chạm tới cái nhà. Thì sau 5 năm toàn bộ số tiền này sẽ đều được cho hết. Thì trong cái ví dụ mình mua cái nhà 500.000 đi ha, thì chính phủ cho mình 50.000, thì toàn bộ khi mình ở 5 năm rồi thì toàn bộ số tiền 50.000 này mình không cần phải trả một đồng nào hết. Vậy thì câu hỏi đặt ra là bây giờ tôi chỉ ở 2 năm xong rồi tôi bán, hoặc là phân lời nó xuống, tôi muốn refinance, hoặc là cái gì đó thì nó như thế nào. Thì nếu như cứ mỗi năm á, là mọi người sẽ được bỏ đi 20%. Thì trong trường hợp mà Jenny ví dụ á, là 50.000 tiền cho mượn này á, thì cứ một năm đầu á, là nó sẽ bỏ cho mình 10.000. Năm thứ nhì thì tổng cộng là 20, năm thứ ba là 30, năm thứ tư là 40, và hết năm thứ năm là nó bỏ cho mình luôn 50. Có nghĩa là mỗi năm nó tính cho mình 20% của cái tổng số nợ ha, và nó miễn cho mình. Có một điều mà mọi người cũng không có để ý hoặc là không có biết á, là trên cái website của Cao Háp Phà nó có để vô là mỗi năm á nó sẽ 1099 mình cái số tiền mà nó miễn cho mình. Có nghĩa là ví dụ trong năm đầu nó miễn cho mình 10.000, thì nó sẽ gửi cho mình cái 1099 10.000 để mình đi khai thuế. Còn cái chuyện có đóng thuế lại hay không và đóng bao nhiêu thì quý vị cần nói chuyện với cái người làm thuế của mình ha. Không có một cái tư liệu nào nói về cái vấn đề này hết. Rồi, thì cái mục thứ 5 Jenny muốn nói là cái tính thực dụng của cái chương trình này. Cái tính thực dụng là ví dụ bây giờ Jenny sẽ dùng San Diego để làm một cái ví dụ điển hình ha. Thì đa số những cái thành phố ở Cali á, là những cái thành phố nó rất là đắt đỏ. Mình càng tới những cái vùng mà người ta thích ở thì nó càng đắt. Thì bây giờ á, với cái mức mà 76.000 mà income mà Jenny nói hồi nãy á, mà mình tính là cái người này không có bất cứ một cái nợ gì hết nha. Tại vì nếu mà có nợ thì nó sẽ khác. Không có bất kỳ một cái món nợ nào hết, có nghĩa là không có student loan, không có thẻ credit card, không có nợ xe. Thì mỗi tháng á, dùng cái DTI là cái debt to income ratio maximum là 45% thôi, có thể xuống 43% nữa, thì cái tiền payment mỗi tháng á, là chỉ được tới 2850. Thì với cái số tiền đó bạn có thể mua được một căn nhà trị giá khoảng 480.000, và căn nhà này là không được có HOA, không được có Melrose hay là những cái solar payment nào khác hết, chỉ là cái căn nhà trống mà 480.000 thôi. Nếu như mà mình mua condo thì tính condo thì cái tiền HOA nó ví dụ khoảng $400 cho một tháng cho cái khu đó ha. Thì nếu mà mình tính condo á, thì mình có thể mua được tầm khoảng 420.000.
Và những cái này Jenny dùng cái phân lời tạm thời là 5.75%, thì tùy vô nó xuống nó cao hay nó thấp thì cái số này nó có thể thay đổi ha. Thì khi mà mọi người thấy á, San Diego mình á, là không có căn nhà nào mà 480.000 hết. Condo dưới 420 có thể có. Nhưng mà một lần nữa là cái khu condo đó nó phải có đủ cái điều kiện để mà thỏa mãn cho cái nợ nhất, tức là đi theo cái chương trình Cal Harper. Thì Jenny thấy cái tính thiết thực của nó là không có nhiều. Tại vì mình khó kiếm được cái nhà giống như vậy lắm. Jenny nghĩ đây là một cái chương trình khá tốt, cũng giống như là những cái chương trình mà trước giờ Down Payment Assistance mà chính phủ hỗ trợ cho người dân. Bởi vì lạm phát, bởi vì khó mua nhà, cho nên là có những cái chương trình này đặt ra để giúp cho những người, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu, có cái có một cái sự cạnh tranh, có những cái điều kiện để họ có thể hướng tới cái việc sở hữu nhà của mình. Tuy nhiên á, là dùng một cái income rất là tiêu biểu như vậy cho những cái khu mà giá nhà rất là cao như San Diego đó, thì cái chương trình này không có thiết thực, bởi vì mình không mua được gì hết. Và tiếp theo nữa là, như mọi người, nếu mà người nào đã hoặc là đang đi mua nhà bây giờ đó, thì sẽ thấy á, là cái sự cạnh tranh nó rất là lớn, đặc biệt là ở những cái căn nhà mà cái giá thấp. Thì cái sự cạnh tranh nó càng nhiều hơn. Thì nếu như mà người chủ nhà họ có nhiều cái offer vô, mà cái offer của mình là có down payment assistance, phải có hai cái loan đi kèm, và cái sự bảo vệ nó phải nhiều hơn, tại vì mình qua chính phủ, thì cái loan contingency á, có nghĩa là cái sự bảo vệ cho cái loan của mình nó phải lâu hơn, dài hơn những cái chương trình khác á, thì người mua, cái người bán á, họ sẽ không có thích lắm. Và dĩ nhiên họ, nếu mà mọi thứ như nhau, thì họ sẽ chọn những cái loan khác mà nó có tiềm năng hơn, nó đóng nhanh hơn và nó chắc chắn hơn. Thì nếu như mà mình cứ đi kiếm những cái nhà mà chấp nhận cái chương trình loan này á, thì có thể là mình sẽ bỏ lỡ cái cơ hội mà sở hữu nhà. Và bây giờ á, ở cái mức lạm phát là 8.5% á, mọi người thấy là nhà nó lên đều đều, nhưng mà ít nhất là nó cũng sẽ lên theo cái mức lạm phát là 8.5%. Cho nên là Jenny thấy là nếu như mà mọi người muốn mua một căn nhà trong cái khu mà mình muốn á, thì nếu mà có khả năng thì cứ đi cái chương trình thường, thay vì là tiếp cận những cái chương trình này. Bởi vì mình có thể mình sở hữu nhà thì 1 năm, 2 năm sau á, cái nhà mình nó cũng sẽ lên giá trị nhiều khi còn nhiều hơn là cái số tiền mà mình được được miễn trả lại nữa. Thì đây chỉ là những cái lời nhận xét của Jenny thôi. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp cho mọi người tìm hiểu thêm về cái chương trình này. Và Jenny có để cái link ở dưới này cho bạn nào mà rành tiếng Anh có thể đọc tham khảo thêm ha. Và nếu như mà người nào mà cảm thấy là nó sẽ giúp đỡ mình, tại vì Cali thì cũng có nhiều cái khu và thành phố, cũng giống như là nếu mà ai mà muốn mua condo giống như tầm 420 giống như Jenny tính như vậy á, thì mọi người có thể liên lạc với những người làm loan mà biết về cái chương trình này để mà giúp đỡ cho mọi người ha. Thì nếu mà mọi người thích những cái video giống như vậy thì xin cho Jenny cái nút like và nút subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại.